Lời sống tháng 8 năm 2020. Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma, chương 8, câu 35. Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô? Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô? Lá thư tông đồ Phaolô viết cho các tín hữu Kitô ở Roma là một bản văn đặc sắc có nội dung dồi dào. Thực vậy, ở đó thánh nhân diễn tả sức mạnh của tin mừng trong cuộc sống của người đón nhận. Cuộc cách mạng mà lời loan truyền này mang lại, đó là tình yêu của Thiên Chúa giải thoát chúng ta. Tông đồ Phaolô đã trải nghiệm và muốn làm chứng cho điều đó với lời nói và gương mẫu. Lòng trung thành của thánh nhân với ơn kêu gọi của Thiên Chúa sẽ đưa ngài đến chính Roma, nơi thánh nhân sẽ hiến mạng sống cho Chúa. Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô? Trước đó không lâu, Thánh Phaolô đã khẳng định Thiên Chúa ở với chúng ta. Đối với thánh nhân, tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta là tình yêu của người hôn phu trung thành, không bao giờ bỏ rơi người hôn thê. Đã được tự do kết hiệp bằng mối dây không thể tách rời. Mối dây đã được trả bằng chính máu quý trọng của người. Như vậy, Thiên Chúa không phải là vị thẩm phán, mà trái lại là người nhận lấy việc bênh vực chúng ta. Vì thế, không gì có thể tách rời chúng ta khỏi Thiên Chúa qua cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Giêsu, con yêu dấu. Không có khó khăn nào, lớn hay nhỏ mà ta có thể gặp nơi mình và bên ngoài là chướng ngại không thể vượt qua nhờ tình yêu Thiên Chúa. Hơn thế, Thánh Phaolô còn nói, chính trong những hoàn cảnh này, người nào tín thác nơi Thiên Chúa và phó mình nơi người thì người đó là người toàn thắng. Trong thời đại của những siêu anh hùng và siêu nhân của chúng ta, những người cho là họ thắng được mọi sự với thái độ kiêu căng và quyền hành, thì đề xuất của tin mừng là lòng nhu mì xây dựng và thái độ mở rộng ra những lý lẽ của người khác. Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô? Gợi ý của chị Kara Lubick có thể giúp chúng ta sống tốt lời này. Chắc chắn chúng ta tin, hay ít là nói mình muốn tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên nhiều lần, lòng tin của chúng ta không đủ can đảm như cần phải có. Trong những lúc thử thách, như trong lúc bệnh tật hoặc trong cơn cám dỗ, lúc đó chúng ta bị sự nghi ngờ tấn công. Có thật là Thiên Chúa yêu thương tôi không? Và trái lại, chúng ta không được nghi ngờ. Ta phải tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào tình yêu Chúa Cha. Chúng ta phải vượt trên sự tối tăm và trống rỗng ta có thể cảm nhận bằng cách chấp nhận thập giá. Và sau đó, xả thân mến Chúa bằng cách chu toàn ý muốn của người và mến yêu người bên cạnh. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ nghiệm được cùng với Chúa Giêsu sức mạnh và niềm vui của cuộc phục sinh. Chúng ta sẽ cảm nhận rằng điều đó là đích thực. Đối với người tin và phó thác cho tình yêu của Chúa thì mọi sự, cái tiêu cực trở thành tích cực, sự chết trở nên nguồn sống, và từ chốn tối tăm, chúng ta sẽ thấy hiện lên một ánh sáng tuyệt diệu.
ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô. Cả trong thảm kịch mờ mịt của chiến tranh, người tiếp tục tin vào tình yêu Thiên Chúa thì mở lòng ra nhân loại. Nước chúng tôi rơi vào một cuộc chiến tranh vô lý tại miền Ban Căng này. Trong đội ngũ của tôi cũng có những bộ đội đến từ tiền tuyến bị chấn thương tâm lý vì họ đã nhìn thấy những người thân và bạn bè chết trước mắt. Lúc đó, tôi không thể làm gì khác hơn là yêu thương từng người nhiều nhất có thể. Trong rất ít lần dừng chân, tôi tìm cách nói với họ nhiều điều mà một người mang trong lòng trong cảnh huống như vậy. Nhưng chúng tôi cũng đi đến chỗ nói về Thiên Chúa vì nhiều người trong số đó không tin gì. Một trong những lúc lắng nghe như vậy, tôi đề nghị mời một linh mục đến dâng thánh lễ. Tất cả mọi người đều chấp nhận và vài người còn đến xưng tội sau 20 năm trời. Có thể nói rằng lúc đó Thiên Chúa ở với chúng tôi. Ai có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu Đức Kitô?